Xin chào các bạn, hôm nay Xuyến Chi xin giới thiệu với các bạn cái cách trồng cái ki trong trường hợp mà rễ nó phát triển thẳng và dài như này. Đấy. Nếu như mà đặt ngang như này thì cây sẽ mất thời gian để phát triển theo chiều đứng lên, mà đặt thẳng thì cái rễ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên là chúng ta sẽ xử lý như sau. Mình dùng cái giớn chi lê ngâm nước cho nó mềm đi. Các bạn có thể ngâm nước không, hoặc là có thể cho một cái loại thuốc trị nấm khuẩn bất kỳ. Nhà mình thì dùng cái thuốc sinh học Lilacter, đặc trị cả nấm cả vi khuẩn. Thì khi mà rêu đã mềm ướt như vậy rồi thì mình có thể bọc vào cái bộ rễ này. Bảo vệ cái đầu rễ nó không bị xây xát. Chỉ ở đoạn dưới thôi nhá các bạn, không để cái gốc của phi điệp nó bị phủ rêu ướt. Sau đó đặt vào trong chậu. Vậy lúc này là cái bộ rễ nó được bảo vệ trong cái chỗ giớn này rồi. Chúng ta có thể cho cái vỏ thơm. Tiếp đến có thể đặt bón lót phân bón lót bình thường. Ở đây mình dùng phân hữu cơ Viên. Phân tan chậm. Có thể hạt vàng, hạt trắng đều được. Sau đó thì cho cái vỏ thơm cỡ nhỏ. Trên cùng thì có thể là đặt vỏ thơm nhỡ cũng được, hoặc là các bạn vẫn cứ để vỏ thơm nhỏ cũng được. Đấy. Như vậy là cái ki nó vẫn phát triển theo chiều đứng, nó không mất công vặn vẹo cái thân mình để nó phát triển, thì nó sẽ lâu hơn là bình thường. Mà cái bộ rễ thì vẫn được bảo vệ ở trong, không bị xây xát gì. Rồi, xin chào các bạn. Được chưa? Đây là hai cái chậu mà mình đã trồng hai cái ki trong trường hợp mà rễ nó dài và nó rất thẳng mà mình đã đưa ở đầu clip. Với cái cách trồng như vậy thì các bạn quan sát là cái rễ nó không bị thu chột và nó đâm thẳng xuống. Cái bọc rêu thì mình không bọc kín cái gốc của ki, nên là gốc ki vẫn hở. Và nếu mùa sau thì cái mầm gốc vẫn phát triển ra và phát triển bình thường. Trong vòng 1 tháng rưỡi thì cây phát triển rất là khỏe. Nó không mất cái thời gian vặn vẹo thân để thẳng người lên nữa, mà cứ thế là phát triển thẳng thôi. Trong vòng 1 tháng rưỡi mà cây rất là ổn rồi. Chậu bên này cũng vậy, có những cái rễ còn mọc thêm và mọc ngược lên.
Chậu này là mình đặt trên mặt vỏ thơm cỡ nhỏ xíu. Còn chậu này thì đặt vỏ thơm cỡ to và để cái phần gốc nó vẫn thoáng ra. Để cho các bạn nhìn toàn cảnh hai cái chậu. Chúng ta có thể là khi trồng thì chúng ta nẹp một cái dây bọc nhựa để giữ cho cái thân nó thẳng. Nếu như trong trường hợp mà thân nó lớn mà nó có thể dễ đung đưa thì chúng ta nẹp lại để cho dễ nó ổn định. Nếu sau này mà cây phát triển dài hơn nữa thì chúng ta có thể thay cái que đó bằng một cái que dài hơn.